Tổng cục Lâm nghiệp lại xin được gửi một lời chào tới toàn thể các bác trên kênh. Ngày hôm nay bên lại tiếp tục lên video để giới thiệu các bác cái mẫu kéo cắt tỉa cành, hái quả, ghim quả từ trên cao xuống. Để công việc cắt cành này, hái quả từ trên cao xuống trở nên rất là tiện lợi và cực kỳ là an toàn luôn. Và đối với mẫu kéo cắt tỉa cành trên cao, bên em đang có đầy đủ từ loại 3m, 4m và 5m cho mọi người lựa chọn luôn. Và đây ạ, phía sau lưng em đây là mẫu kéo cắt tỉa cành. Đối với hàng liên doanh này, em đang có cả loại 3m, 4m cho mọi người lựa chọn. Đối với mẫu kéo liên doanh này, hàng 4m, bên em đang gửi từ góc với mức giá chỉ có 600.000 trên một cây thôi. Giá này bên đã miễn phí ship vận chuyển, giao hàng về tận nhà cho mọi người rồi. Chức năng của nó là cắt cành và ghim quả từ trên cao xuống. Thân cần được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm cao cấp. Và đối với mẫu kéo 3m thì hiện tại em đang có hai loại cao cấp. Và loại em đang cầm trên tay đây là mẫu cao cấp nhất. Hàng này là hàng Nhật bác nhá. Hàng Nhật chuẩn xịn của nó luôn. Giá của nó sẽ là 1.900.000 đồng trên một cây này. Giá gốc của nó sẽ là 2 triệu. Nhưng hiện tại bên đang giảm giá chỉ còn là 1.900.000 đồng trên một cây kéo 3m. Hàng chuẩn xịn, hàng của Nhật mọi người nhá. Chức năng của nó là cắt cành và ghim quả từ trên cao xuống. Và đối với cây kéo này em có tặng kèm các bác một chiếc lưỡi cưa. Đó. Và thân cầm được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm cao cấp. Phía tay bóp ở dưới mọi người nhìn thấy rất là xịn sò luôn. Đây là hàng Nhật cao cấp nhá. Đây là hàng cao cấp, giá của nó sẽ là 1.900.000 một cây. Và tiếp theo về hàng Made in Taiwan. Đây ạ, đây cũng là một cây kéo cũng rất là xịn luôn. Hàng này hàng Made in Taiwan. Giá cây này chỉ có là 900.000 đồng trên một cây, cũng được miễn phí ship vận chuyển rồi. Chức năng của nó vẫn là cắt cành và ghim quả từ trên cao xuống. Và các bác không biết cách sử dụng, mọi người có thể tham khảo cho em đây ạ. Đây là bản mẫu bên em, bạn sẽ cắt và ghim quả cho mọi người xem. Đây em sẽ cách thử cho mọi người xem. Khi có một cây kéo này các bác kéo sẽ được rút làm 3 đoạn nhá. Cây kéo 3m bạn đang sử dụng là cây 3m. Được ghim là 3 đoạn. Mọi người có thể cắt cành từ trên cao xuống ạ. Bạn sẽ cắt thử cho các bác xem. Đó. Ghim, nếu muốn ghim các bác lưu ý ạ. Muốn ghim mọi người giữ chặt cho em nhá. Giữ chặt phía đằng sau đi. Chứ là ghim quả đó. Ghim quả xuống ạ. Đây, các bạn muốn ghim ghim quả đây nhá. Ghim quả xuống rất là mọi người. Đây, đấy. Luôn. Đây. Cành, có thể cắt cành và ghim. Đã mang theo túi muối để đi ăn rồi đây mọi người. Rất là tiện lợi luôn. Và có an toàn nhé, không cần phải trèo cây, không cần bắt ghế đâu ạ. Mà giá rất là rẻ luôn, có đấy. Từ loại 3m, 4m, 5m cho mọi người lựa chọn. Bác nào có nhu cầu muốn mua kéo cắt tỉa cành trên cao, liên hệ trực tiếp cho bên em, số điện thoại em luôn để các bạn màn hình, số đó của em có Zalo sẽ được kết nối Zalo, gửi chi tiết về mẫu kéo, báo giá và lên đơn quá một cách nhanh chóng và thành công. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.